Chinh phục đại dương, tìm hiểu về thế giới không phải là đề tài mới, nhưng luôn thôi thúc hiểu biết trong mỗi chúng ta. Vào ngày đại dương thế giới 8 tháng 6 vừa qua, vùng nước xung quanh Nam Cực đã được tái phân loại thành Nam Đại Dương, chính thức trở thành đại dương thứ 5 trên trái đất. Thế bạn đã biết gì về đại dương này chưa? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Năm châu bốn biển như chúng ta đã từng học, không đúng nữa rồi. Những người từng biết đến Nam Đại Dương, vùng nước xung quanh Nam Cực thì đều biết rằng nó không giống bất kỳ vùng nào khác trên thế giới. Những nhà bản đồ của Nat Geo cho biết dòng chảy xiết quanh Nam Cực khiến vùng đó trở nên khác biệt và xứng đáng với tên gọi của chúng, đó là Nam Đại Dương. Một nhà khoa học hàng hải tại cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ đã từng chia sẻ, bất cứ ai từng đến đó sẽ phải vật lộn để giải thích điều gì là hấp dẫn về nó. Nhưng tất cả đều đồng ý rằng các sông băng ở đó xanh hơn, không khí lạnh hơn, những ngọn núi đáng sợ hơn và cảnh quan quyến rũ hơn bất kỳ một nơi nào trên thế giới mà bạn có thể đến. Kể từ khi Nat Geo bắt đầu lập bản đồ vào năm 1915, tổ chức này đã công nhận 4 đại dương, bao gồm Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 6, ngày đại dương thế giới, tổ chức này đã công nhận Nam Đại Dương là đại dương thứ 5 của trái đất. Các nhà địa lý đã tranh luận về việc này rất là lâu, tuy nhiên vùng nước xung quanh Nam Cực có đủ đặc điểm độc đáo để xứng đáng với tên riêng của chúng, không đơn thuần là phần mở rộng từ phía Nam của Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương. Ở một số khía cạnh, đó là dạng khó hiểu về địa lý, ông Alex Tay đã chia sẻ như vậy. Ông cùng với Hiệp hội Địa lý Quốc gia đã xem xét sự thay đổi trong nhiều năm qua và cho rằng sự công nhận này nhằm bảo tồn các đại dương trên thế giới, tập trung nhận thức của cộng đồng vào một khu vực đặc biệt cần được chú ý bảo tồn. Đây không chỉ đơn thuần là một cái tên mà sự công nhận vì sự tách biệt về mặt sinh thái của nó. Mặc dù chỉ có một đại dương kết nối với nhau, nhưng các nhà khoa học đã ca ngợi bản cập nhật bản đồ và sự công nhận vùng nước bao quanh Nam Cực là Nam Đại Dương. Được bao quanh bởi dòng hải lưu Nam Cực chảy xiết kinh ngạc, Nam Đại Dương là đại dương duy nhất tiếp xúc với các đại dương khác và hoàn toàn bao trùm một lục địa, chứ không phải chúng được bao bọc bởi các lục địa như các đại dương còn lại. Tuy nhiên, đại dương này cũng có một số những mặt hạn chế. Hầu hết các vùng nước từ 60 độ vĩ Nam, không bao gồm eo biển Drake và Scotia Sea thì mới là phần Nam Đại Dương được công nhận. Điều đặc biệt ở Nam Đại Dương là, trong khi các đại dương khác được xác định bởi các lục địa xung quanh chúng, thì Nam Đại Dương được xác định bởi một dòng chảy. Tính từ bề mặt đến đáy đại dương, dòng hải lưu Nam Cực có lưu lượng nước nhiều hơn bất kỳ dòng hải lưu nào khác. Nó kéo nước từ các vùng nước của Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, giúp thúc đẩy hệ thống tuần hoàn toàn cầu như là băng chuyền, vận chuyển nhiệt xung quanh hành tinh của chúng ta. Nước lạnh, dày chìm xuống đáy đại dương ngoài khơi Nam Cực cũng giúp lưu trữ carbon sâu trong dưới đáy đại dương. Theo cả hai cách vừa nêu, thì Nam Đại Dương có tác động cực kỳ quan trọng đến khí hậu của trái đất. Các nhà khoa học đã ước tính rằng dòng hải lưu Nam Cực được hình thành cách đây khoảng 34 triệu năm khi Nam Cực tách ra khỏi Nam Mỹ. Điều đó cho phép dòng nước chảy quanh đáy của trái đất không bị cản trở. Dòng hải lưu này chảy từ Tây sang Đông quanh Nam Cực trong một dải dao động rộng tập trung xung quanh vĩ độ 60 về phía Nam. Bên trong dòng hải lưu Nam Cực, nước lạnh hơn và ít mặn hơn một chút so với nước biển ở phía Bắc. Các nhà khoa học hiện đang nghiên cứu xem biến đổi khí hậu do con người gây ra đang thay đổi Nam Đại Dương như thế nào. Mặc dù đã biết nước đại dương di chuyển qua dòng hải lưu Nam Cực đang ấm lên, nhưng vẫn chưa rõ mức độ ảnh hưởng của điều này đến Nam Cực. Tuy nhiên, rõ ràng là những băng tầng và thềm lục địa đang tan nhanh nhất là nơi dòng hải lưu Nam Cực gần với đất liền nhất. Dòng hải lưu Nam Cực giúp cho Nam Cực lạnh giá và Nam Đại Dương khác biệt về sinh thái. Hàng ngàn loài sống ở đó không có mặt ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Nam Đại Dương bao gồm các hệ sinh thái biển độc đáo, mong manh và là nơi sinh sống của các sinh vật biển tuyệt vời như cá voi, chim cánh cụt, hải cẩu.
Hơn nữa, Nam Đại Dương cũng có tác động đến sinh thái ở những nơi khác. Với việc lập bản đồ, các nhà khoa học người Mỹ cũng muốn thu hút sự chú ý và trong việc bảo tồn ngày càng tốt hơn Nam Đại Dương. Một số tổ chức đang nỗ lực dành nhiều khu bảo tồn biển hơn để bảo vệ các khu vực kiếm ăn quan trọng nhất của Nam Đại Dương, cũng như là ủng hộ bảo vệ một số khu vực này khỏi hoạt động đánh bắt cá. Việc công nhận Nam Đại Dương cũng có tác động mạnh mẽ đến cách trẻ em sử dụng bản đồ ở trường học về cách nhìn thế giới, và những tác động lớn là thông qua giáo dục, học sinh tìm hiểu thông tin về thế giới đại dương thông qua các đại dương mà bạn đang nghiên cứu. Nếu các bạn không bao gồm Nam Đại Dương thì bạn sẽ không tìm hiểu chi tiết cụ thể về nó và tầm quan trọng của nó. Hy vọng các bạn sẽ chung tay bảo vệ biển và thúc đẩy việc bảo tồn đại dương ngày càng tốt hơn. Luna xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tập này. Và hãy nhấn like cũng như theo dõi để ủng hộ kênh của mình nhé. Và những chủ đề các bạn quan tâm thì các bạn cũng có thể để lại bình luận bên dưới để mình sẽ tìm hiểu thông tin cũng như làm clip hấp dẫn để gửi đến cả nhà trong những tập lần sau. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong những tập lần sau.